Sáng ngày 25 tháng 8, ông Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối ngày 24 tháng 8, đơn vị đã tiếp nhận 9 người dân ở xã Sơn Lĩnh nhập viện. Sau khi được điều trị, sức khỏe của những người này đã ổn định và có thể xuất viện trong ngày 25 tháng 8. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 8, tại thôn 2 và thôn 3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, người dân tổ chức ăn uống, trong đó có món tiết canh. Sau khi ăn tiết canh và một số món khác, một số người bất ngờ có biểu hiện đau đầu, đau bụng, nôn, đi ngoài. Theo ông Lê Nhật Thành, trước khi xảy ra vụ việc nghi ngộ độc, những người này có ăn tiết canh B. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân thì cần phải làm các xét nghiệm.